để cho cái lượng nước tầm khoảng hơn 1,5 lít nước để đổ đủ cho nó ngập cái bề mặt nhân châu thôi. Như vậy nhân châu mình được đổ nước bia, mình cho nước bia, mình cho nước sôi. Nước sôi thì mình sẽ cho nhân châu vào để nó đụng chín. Khi nhân châu vào thì mình sẽ thấy là nó chưa chín á, thì nó sẽ chìm dưới thì nó sẽ nổi lên kìa. Cứ để trên bếp ha, là mình phải đảo đều đó để cho nó không bị dính ngồi, thì hay nó là bột á, nên là nó sẽ dễ bị dính lại, cái khác ở dưới sẽ bị cháy, nên là mình phải để cho nó phải mình chọn giữ lại. Được. Và mình có pha cái gì đó thì có thể nó không